Mùa 23 chính thức cập nhật, TNG sẽ bỏ ra 7 ngày liên tục chơi trước và cập nhật meta quáng thay đổi hay ho tới cho anh em. Để trước ngày bản Việt của mình update ấy, các bạn sẽ có hành trang đầy đủ kiến thức. Là khán giả của chàng game ấy, không bao giờ lo tới cổ ở phiên bản mới nhé. Reset anh là vào bán hành đeo cao thủ chiến tướng luôn. Clip này sẽ review cụ thể và chân thực nhất sau khi TNG tự mình trải nghiệm thực tế ở bản chính Đài Loan và sẽ rút ra rất nhiều điều hay ho và nhớ chia sẻ cùng bạn bè của mình đấy. Để tiếp tục lực thêm cho trải game, anh em cho xin một like nhé vì nó hoàn toàn miễn phí mà. Nào, chúng ta cùng đi vào chi tiết thôi. Mua tài khoản Liên Quân siêu rẻ đến ngày TNG shop.vn anh em ơi. Siêu siêu tháng 6, mua hạc skin 2S, 3S chỉ từ 80k. Danh mục tài khoản cho anh em lên tới 10.000 nick, sở hữu nhiều quân huy chỉ từ 8k mà thôi. Đến ngày TNG shop.vn, mua gì cũng rẻ. Đầu tiên là Murat. Trong nhiều video phân tích về sức mạnh của Murat tại mùa 23 thì rất là nhiều anh em ưng và chờ đón một tương lai tươi sáng. Nhưng dù gì chăm nghe không bằng một thấy, vậy đã cảm nhận Murat bên bản Đài Loan như sau nhé. Farm lẹ hơn một chút khi bạn đi rừng ở dạng đầu vì chưa một chúng ta cố định thời gian hồi rồi. Nếu các bạn đi đường ấy, khả năng cứu đỉa khó chịu hơn và có thể vận dụng sớm cái tip đó chính là dùng 2 lần chưa một và khai mở phong ấn trước cuối. Tức là nếu các bạn cầm đi solo đường nè, hoặc là nhiều anh em thích kiểu dị hơn đó chính là cầm Murat đi trợ thủ. Sát thương to hơn thì bạn vận dụng chiếc cuối trong tranh vì bây giờ giảm tối đa chỉ có giảm 20% sát thương, không bó bè gì nha anh em nhá, lại còn tăng sát thương cộng thêm chứ, lên thêm quả nanh cấu rỉa gọi là phê. Điểm trừ đó chính là vẫn là chiếc cuối nhá, không còn khả năng hút máu để các bạn phải cầm cự lại giao tranh. Murat đi rừng ấy phần nào đẩy team một cái thế hơi thủ một chút ở đoạn đầu game nếu mà team của mình không có vị tướng giao tranh khỏe sớm và kiểm soát sông. Và nếu đi đánh, mặc dù bây giờ Murat ngon rồi nhưng TNG cảm giác là nó vẫn còn thiếu gì đấy, kiểu là nó vẫn là phụ thuộc team ở đoạn đầu phải đánh khỏe một tẹo để chúng ta tránh bị thọt ở đoạn đầu. Thì TNG vẫn khuyên anh em lựa chọn Murat, Ngộ Không và Vedet thì nó dễ chơi và dễ gánh hơn một chút. Murat đã mạnh hơn, tươi sáng hơn và anh em hoàn toàn để cầm đi solo đường tốt mấy kèo kỹ năng kiểu dạng floor nhá. Còn nếu muốn vàng nhiều và gánh team, đương nhiên phải lựa chọn vị trí đi rừng rồi. Đó là review và cảm nhận riêng của trải game. Còn nếu bạn muốn xem Murat chỉnh sửa gì thì TNG để link mô tả cho anh em nhá. Thứ hai, Helen. Xóa Pena thay bằng tướng mới Helen, nhưng với TNG ấy, dù đổi ngoại hình, đổi tên tướng và chỉnh sửa một chút kỹ năng, nhưng cách chơi ấy khác gì Pena đâu. TNG nói thẳng là gà rán hơi làm màu một chút. Về cơ chế đền bù thì gà rán Việt làm rất là tốt nha anh em nhá. Cho skin 1001 đêm khi bị xóa ấy, các bạn sẽ lựa chọn 6 giờ skin xịn hoặc là 15 giấy tuyệt sắc. Thực ra thông tin này TNG báo cho anh em ở trên fanpage rồi. Helen vẫn là tế đàn di động búp và siêu siêu búp. Nếu bạn lên tank ấy thì chỉ tính nói ở đoạn giữa cuối game, đặc biệt ở đoạn late game khi bạn đã full đồ. Nếu bạn lên phép ấy, cái lượng búp máu rất là ghê nhưng dễ dàng bị bốc hơi, TNG không khuyến khích các bạn lên. Và nếu bạn có ý định lên sắc truyền thì bỏ đi, vì con Helen này chỉ có chiêu 2 là có đam và nó nhảy tâng tâng ở các mục tiêu thôi, còn để Helen đánh thường thì nhìn khá là đần. Đấy là điểm yếu chí mạng, cần đường đội lên được sách hoặc đao truyền nhá, nên nếu vị trí khác có thể lên đao hoặc sắc truyền sẽ tối ưu. Lối chơi không mấy thay đổi, vẫn là kiểu là ở sau búp cho xạ thủ, nhưng gặp địch dồn đam ấy thì thằng mình bảo kê vẫn lên bảng điểm số thôi. Helen vẫn dùng để counter bọn cấu đỉa rất là tốt nhé. Ưu tiên đồ chỉ là hồi chiêu, lên nhiều món đồ tanh thuần khi địch có quá nhiều xúc đam, kiểu như gặp bọn Zuka ngộ khí chẳng hạn. Và nếu lên semi tanh dạng kiểu là gươm mình chết nè, sách thánh gì đấy thì cũng tạm tạm. Điểm hay của nó chính là nội tại của năng tẩu thoát khá lẹ, vì khi bị ăn đam ấy là tốc chạy tăng 75% và hồi phục. Nhưng mà nếu mà kẻ địch nhiều khống chế kiểu dạng như là choáng hất tung các kiểu thì lên bảng thôi anh em ạ. Nếu các bạn thích chơi trợ thủ kiểu săn mạng ấy thì nên bỏ qua Helen nhá, vì vị tướng này chỉ có búp búp và búp thôi. Sát thương chỉ có mỗi ở chiêu 2, thành ra dọn mỗi cái lính thôi rất là khổ anh em ạ. Kiểu nhà đồng đội lên bảng rồi, các bạn nhiệm vụ chính là thủ đường, nhưng mà xin lỗi đi, con Helen này nếu các bạn không cầm uy áp ấy thì thủ bằng mắt đúng không nào, quá là ít sát thương. Cũng là kiểu dễ thương và ở sau cover xạ thủ thì bọn kiểu Alice, Aiza ấy nó hay chơi phê hơn nhiều. Với bản chất là một người thích chơi tướng ăn thịt, TNG không thích tướng này. Thứ ba, cơ chế meta mới, đặc biệt là tà thần. Tà thần sẽ chỉnh về cái cơ chế thả và thiên đệ, đồng thời thay đổi buff khi tướng hạ được. Nhận định chung nhá, ảnh hưởng tới meta đầu và giữa game, nhịp độ ấy chậm hơn một chút. Nhưng ở cuối game ấy, đặc biệt là phút thứ 15, sẽ end game nhanh hơn. Đầu tiên là tà thần 1 từ phút thứ 2 đến 7 phút 50 giây là kiểu ăn để cân bằng lợi thế về mục tiêu. Cũng như bọn đệ nhá, chỉ có là mỗi đường một con. Bọn đệ tà thần này có một cái ưu thế chính là bắn xuyên lớp giáp miếng thương trụ, nhưng theo TNG ấy không ăn thua đâu. Nên anh em đầu game vẫn ưu tiên đó chính là ăn con rồng. Nếu các bạn mất lợi thế thì anh em ăn tà thần, tức là sẽ không khác gì tại mùa 2 ở giai đoạn đầu game. Rồng cung cấp cho anh em đam farm lính, farm quái lẹ hơn, lợi thế hơn tất cả. Và đệ tà thần 1 ấy nó khá yếu anh em ạ, nên dễ xử lý em luôn ấy. Vấn đề tin vui cho bọn đam đơn mục tiêu nhá. Ví dụ như Floor đi, múa một con nó lại dễ quá đâu nào. Chắc khổ nhất là bọn kẻ địch có Butter, vì cô nàng làm gì có ba con lính để tích lợi tại.
chốt lại nè, tà thần 1 có sự thay đổi nhưng theo Tiên Di là không quá lớn. Ta vẫn ưu tiên được chơi ăn con rồng đầu game hơn nhá. Nhiều bạn sẽ hỏi là thế ba con lính anh em lát hit vàng và một đệ tà thần anh em lát hit thì cái nào nhiều vàng hơn? Sau khi test ấy, người để kết luận rằng lượng vàng nhận được từ đệ tà thần nó sẽ ít hơn so với pha một tà lính ba con nhá. Góc bên trái đó anh em là thông số gửi tới cho anh em được bạn dễ so sánh, nên không chỉ ăn tà thần 1, 2, 3 để ép trụ đâu, đó là làm kẻ địch bị thọt đi lượng vàng kết được. Tà thần 2, từ 8 phút đến 14 phút 50 giây, điểm mạnh của hai đợt đệ tà thần này giúp đẩy đường rất lẹ nhá, không tệ đâu. Nhưng kẻ địch cũng dễ dàng thủ và loại bỏ hai con đệ này, trừ là Helen nhá, vì cô nàng làm gì có đam mà dọn lính. Điểm giờ con tà thần 2 này đó chính là các bạn khi thả ra ấy, nó không để hứng đam trụ rồi, nó chạy từ nhà chính ra cơ, thế nó mới dở chứ. Nhưng mà cái điểm tốt đó chính là các bạn để chọn 3 đường để thả. Các bạn có thể đứng ở xa thả cơ, chứ không phải là đến tận vị trí nào các bạn cần thả mới thả được. Nên đó là một cái điểm cộng. Nhưng cái điểm tệ ở cơ chế thả tà thần này đó chính là không thể giúp anh em tanh đam trụ được. Tà thần 2 để từ nhà chính lên ấy, kẻ địch có quá nhiều thời gian để cấu điểm máu và phòng thủ từ xa. Đặc biệt là team nào hạ tà thần 2 ấy, không còn được búp song giáp và hồi phục đâu nhá. Theo đánh giá của Tiên Di nhá, con tà thần 2 sau khi chỉnh sửa ấy, nó không áp lực bằng mùa 22, vì tại mùa 23 này con này quá dễ làm thịt. Ma thần 3, từ phút thứ 15 trở về sau sẽ linh động hơn trong việc đẩy đường khi có thể chọn đường để ma thần di chuyển. Thay vì auto đẩy đường giữa thì ở tại mùa 22 sẽ có nhiều chiến thuật thả ma thần ở tại mùa 23 này để có thể lấy trụ dễ dàng hơn, khá giống kiểu meta dùng thiết phong ngày trước. Ví dụ nhá, anh em để thả trôi một đường với ma thần và công ở đường còn lại, hoặc cũng có thể cùng ma thần all in một cánh. Và qua phút thứ 15 các bạn nhớ nhá, lính thì đã được cường hóa tối đa về sức mạnh và máu rồi, và có thêm 3 lần đệ thì có thể ép ra mạnh ấy, vậy lại còn tấn công theo thế 3 đường thì địch sẽ cực kỳ khó thủ. Ma thần này các bạn chú ý nhá, nó kết hợp đầu tiên là giáp ảo bằng 40% máu tối đa của từng tướng. Thứ hai, nó kết hợp búp vào rìa máu từ dòng ánh sáng hội tụ lại ở con ma thần này luôn, tức là hạ ma thần các bạn có luôn búp của dòng ánh sáng trước phút 15. Tiên Di đánh giá cực cao ma thần phút 15 này, nó cực kỳ chiến thuật, cực kỳ dễ để đường và ép trụ. Nói chung là endgame lệ hơn, không có gì để chê về con ma thần tại mùa 23 này. Một chú ý vô cùng quan trọng ở tại mùa 23 này cho anh em, ngoài nhận xét dưới góc nhìn của một bên ăn được tà thần ấy, chúng ta nên đặt bản thân ở phía đối diện xem là việc khi bạn farm ba con lính bình thường so với việc các bạn ăn con đệ tà thần ấy thì bên nào nó hiệu quả kinh tế hơn, đó chính là vàng đây. Và sau khi test ấy thì để kết luận cái lượng vàng nhận được từ đệ tà thần ấy nó sẽ ít hơn khi bạn farm một tân lính ba con lính bình thường nhé. Nên không chỉ ăn ma thần để ép trụ đâu, anh em còn phần nào đó chỉ là làm kẻ địch bị thọt đi một chút lượng vàng kiếm được. Lưu ý nhá, số vàng nhận được khi dọn tân lính khi mà Tiên Di đếm và Tiên Di tính ấy, hay là đệ ma thần ấy, thì đều tính dựa trên việc là các bạn lát hit được và chỉ ăn một mình. Nên khi có đồng đội cạnh bên hay là các bạn không lát hit được thì số vàng ấy nó sẽ thay đổi, đồng thời nó thay đổi theo cả thời gian của tân lính đó ra cơ. Chốt lại nè, con ma thần 1 ấy đúng kiểu là ăn cho vui, cân bằng lợi thế nếu bạn khoan được rồng. Ma thần 2 thì hơi phèn một chút, ma thần 3 ấy chắc chắn là con ngon nhất, đội thắng ấy tăng khả năng kết thúc trận đấu. Còn nếu mà đội nào đang ở thế thua mà ăn được con ma thần ấy thì có thể all in một đường và có thể win ngược, cũng như là lợi thế cho tranh với cái lớp giáp siêu dày bằng 40% máu tối đa của họ và lượng sát thương rỉa từ búp dòng ánh sáng. Đó là tất cả những sự thay đổi ở con tà thần xuyên suốt trận đấu mà anh em cần phải chú ý. Anh em cảm nhận ra sao mời bình luận dưới clip nhé. Nói thật là ở mùa 23 này cũng vậy thôi, không thay đổi quá lớn, anh em sẽ không bị ngợp quá đâu, đừng lo. Anh em chỉ cần chú ý việc đó chính là chọn đường cho ma thần lên thôi. Thứ ba, Badum. Badum có bị ao meta không là câu hỏi của anh em quan tâm nhất sau khi chỉnh sửa cơ chế chút cuối. Chút cuối bây giờ là chọn mục tiêu nhưng vẫn có thể dễ dàng bị ao chiêu, đặc biệt là khi kẻ địch dùng tốc biến hoặc là dùng chiêu lướt qua địa giam khi chuẩn bị hoàn thành. Anh em sẽ không cần phải căn ke quá nhiều như trước đây. Bây giờ các bạn nhá, chỉ cần căn đủ tầm là có thể úp mộ ngay. Diện tích địa giam bị giảm một chút, nếu kẻ địch chủ động tách ra ấy, thì rất là khó úp được nhiều kẻ địch. Ví dụ anh em úp Chrissy đi, thì đồng đội bọn nó thấy bọn nó tách và tránh xa của Chrissy thì chỉ có một mình Chrissy bị hướng tới. Nhưng nếu Chrissy dùng tốc biến ấy, thì lúc chuẩn bị úp nó tốc biến cái, thế là thoát ở chút cuối Badum rồi. Badum hiện tại là kiểu dễ chơi, dễ ứng thường, đặc biệt là khi kẻ địch kém cơ động, nhưng khả năng tạo đột biến sẽ giảm đi phần nào, nên áp lực tới bọn xạ thủ kiểu từ xa đạn kiểu là Elsu, Serika nó sẽ ít hơn rất là nhiều. Còn các thay đổi khác thì thấy khá bình thường và không quá nhiều sức nổi bật. Tiên Di đánh giá nhá, Badum vẫn chơi tốt, dễ chơi hơn, ít đột biến hơn. Thứ tư, Rodeon. Rodeon bị giảm sức mạnh là điều anh em khá tin nuối, nhưng cụ thể ảnh hưởng nhiều không ấy thì test cho anh em luôn. Khả năng cấu rỉa khi điều lôi cầu ra khỏi cơ thể ấy, cái lượng sát thương tuy tăng lên nhưng cái tần suất giật xét đồng dạng nó lại tăng thời gian, kiểu là nó bù trừ nhau đó. 0,15 giây nó giật xét một lần nhưng đam lại to hơn, không còn có thể hồi máu khi các bạn để lôi cầu ngoài cơ thể cả khi các bạn lên quyền trượng đờ hiên nhé. Đây là cái điểm vô cùng tiếc nuối, thì khả năng cấu rỉa xa của Rodeon ấy thực chất rất là lợi hại, đặc biệt khi bạn ép trụ hoặc là tranh chấp rồng hòa tà thần. Khả năng ao nhây không còn được quá tối ưu, vì giờ trong quá trình di chuyển khi bạn combo 2-1 ấy
các bạn đã mất đi đó chính là không trở thành mục tiêu. Bây giờ các bạn chỉ còn là không bị khống chế, nhưng bù lại khả năng cơ động tăng lên rất là nhiều nha anh em nhá. Bây giờ các bạn lên đồ hồi chiêu nhiều ấy, các bạn có thể spam chiêu 2 nhiều hơn, tránh cho tình trạng là chiêu 1 hồi rất là nhanh nhưng lại không có chiêu 2 để tẩu thoát. Còn bây giờ đã được giải quyết điều đó rồi, cơ động lên một tí là vui rồi anh em. Rodion vẫn còn mạnh chán anh em ạ. Hên cái là cái nguy hiểm nhất là chiêu cuối không hề bị đả động, đúng như kiểu phần lo luôn, giảm thì vẫn mạnh. Caffeine, như anh em lo lắng là Caffeine bị giảm ấy. Cụ thể sau khi em test ở bàn đài thì bình thường rồi anh em ạ. Caffeine không hề bị động chạm tới lượng sát thương gây ra, mà chỉ giảm đi khả năng cơ động của nàng. Vì việc dùng chiêu 2 ấy, các bạn không thể hóa giải làm chậm, cũng như là tăng thời gian hồi chiêu 2 lên, kiểu là đối đầu bọn Ali thì hơi căng tí. Cách nghiệm phục hồi khá đơn giản thôi anh em. Các bạn thì sử dụng có thể là đôi giày cực cường hoặc là sóng đao tát nếu bạn sử dụng giày tội đánh, hoặc các bạn thì dùng phú hiệu nhỏ cố thủ ở nhánh 2 liên hòa giúp nhận về 12.5% kháng hiệu ứng. Và đơn giản hơn nữa chính là công hành và thanh tẩy để trực tiếp hóa giải làm chậm. Hai kêu là ở EZ Camry Lamia nó tăng lên kia 1-2 thì giảm được lại nhá. Senia, cho anh em đang hóng cơ chế mới ở Senia, và quan trọng nhất là thay đổi này liệu đánh dấu sự trở lại của Senia ở rank hay giải đấu không? Khả năng gây sát thương tốt hơn nhiều so với trước kia, đó chỉ là nhờ cái nội tại đó anh em, không còn đánh thường ba đòn, giờ cứ vụt là gây đam luôn. Anh em còn nhớ combo tiên di max để có hai lần nội tại không? Đó chỉ là bật chiêu 1 lên, chiêu 2 tiếp cận, vụt nội tại đánh thường làm chậm người địch, sau đó là kích hoạt chiêu 1 gây đam đúng không nào? Sau đó lại tiếp tục vụt đánh thường nội tại, vì chiêu 1 kích nổ là hồi ngay nội tại, quá ghê đúng không? Combo Senia để dọn lính và trao đổi thức đó chính là đánh thường nội tại, nổ chiêu 1 và tiếp tục đánh thường nội tại, giúp farm lính hoặc là phụ rừng siêu nhanh. Cơ chế mở ở chút cuối giúp anh em thể băng xả hoặc là bảo kê ngon hơn. Nếu đồng đội được chọn mà lại bị hạ ấy, trong quá trình Senia đang dùng chút cuối thì chiêu này sẽ bị hủy và Senia không thể bay từ đó được. Điểm lợi của nó là anh em không bị chờ là lên bảng chung. Điểm hại là nếu bạn để lẻ nhá và lao tới giao tranh bằng chút cuối, chẳng may gặp trường hợp chính là giao tranh thiếu hai người sao? Một là thằng bị hạ và hai là Senia không bay tới được. Để cái điểm rủi ro đi nhé. Nếu như trước ấy đồng đội vẫn được hồi máu dù Senia không đáp xuống thì bây giờ còn cái nịt luôn. Với cơ bản ấy, Senia sẽ hợp đánh Việt hơn, đó là cái điều quan trọng nhất. Dù bạn mất miếng thương, anh em khỏi lo đồng đội chạy ở chỗ cuối nhé. Về con linh vũ thủ vệ mới ấy, thì không có ấn tượng lắm anh em ạ. Ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Cơ chế trực chiến mới giúp anh em có thêm chiến thuật khác, ví dụ như trợ thủ cầm đầu đi rừng lên máu chẳng hạn dưới con Senia này, và hạn chế việc đi rừng bị thọt quá, đồng đội hỗ trợ quá nhiệt tình, lỡ lát hít hoặc là thằng rừng chứng trị ngáo ấy và bị đồng đội lỡ tay ăn. Tiên Di thấy cái cơ chế này ấy, cực kỳ hợp với anh Việt mình vì có quá nhiều người thích tranh rừng, hoặc là hai rừng đi với nhau chẳng hạn, chiến thuật cầm nhiều chứng trị đi rừng thay đổi hay không ấy thì chúng ta phải chờ đợi, đặc biệt là xem đấu trường vọng mùa đông nhá anh em nhá, xem là các tuyển thủ họ chơi ra sao. Và đó là các sự thay đổi mà Tiên Di chơi ở bản chính và sau đó review lại cho anh em. Yên tâm nha anh em, hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi, chúng ta còn 6 ngày để liên tục gửi tới cho anh em các video về mùa 22. Để các bạn trước khi bản Việt mình update ấy, các bạn sẽ có hành trang tuyệt vời, tránh bị tối cổ nhé. Đừng quên bấm like ủng hộ TNG và chia sẻ cho bạn bè của mình. Và hẹn gặp lại anh em ở clip mùa 23 lần sau. Caffeine giảm sức mạnh. Chỉnh sửa Caffeine bị giảm sức mạnh được TNG thông báo với anh em từ video ngày 15 tháng 5 ở máy chủ thử nghiệm. Nên nếu bạn nào mà thường xuyên xem video của kênh Trải Game ấy, sẽ không có quá nhiều sự bất ngờ. Cụ thể chỉnh sửa em, chiêu 2 ở dạng đại liên đã mất đi khả năng đó chính là hóa giải làm chậm khi kích hoạt chiêu này. Điều này sẽ khiến cho Caffeine phần nào đó dễ bắt vào hơn. Ví dụ nhá, nếu trước đây các bạn dính chiêu làm chậm, ví dụ là từ trượng băng kẻ địch đi, thì các bạn chỉ cần kích hoạt chiêu 2 là có thể hóa giải luôn. Nhưng sau khi cập nhật tại mùa 23 thì không thể làm được điều đó. Kiểu này các bạn mà gặp Alice trượng băng ấy thì thôi rồi được ơi, làm sao mà di chuyển được đây. Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn là giày kiên cường cho Caffeine cộng thêm kết quả tốc hành, hoặc là thích ấy có thể cầm thanh tẩy nhá. Dây kiên cường có kháng ứng giúp bạn thể giảm bớt thời gian dính làm chậm. Ngoài ra cái cú chỉnh sửa đó chính là gia tăng thời gian hồi chiêu của chiêu 2. Nó sẽ khiến cho Caffeine giảm đi độ cơ động ở những lần tăng tốc hay là di chuyển vượt địa hình, đặc biệt là ở hai trạng thái đại liên và đại bác. Và phần nào đó gián tiếp giảm đi khả năng tăng xuyên giáp của cô nàng này ở trạng thái đại liên và tỷ lệ chiến mạng ở dạng đại bác. Nhìn có vẻ là cái tương lai u tối nhưng gạt nước mắt đi anh em ơi. Theo cảm nhận của Trải Game nhá, là một người có kinh nghiệm 5 năm trong nghề làm tăng giảm sức mạnh tướng và trải qua nhiều cú chỉnh sửa, thì Thiên Diêu quan điểm như sau. Giảm như này ấy, Caffeine vẫn còn mạnh chán anh em ạ. Nếu chắc cú ấy, hoàn toàn để sử dụng cả thanh tẩy cơ mà, hoặc là dây kim cương, hay là nếu phải lên đôi giày hộp vệ ấy, thì các bạn có thể chơi sang đao bà tát nhé. Nhà làm game ấy chỉ muốn cô nàng bứt báo một chút thôi. Còn quan điểm của anh em ra sao khi giảm Caffeine? Mời các bạn bình luận. Thứ hai, Rodion. Với sức mạnh tại thì Rodion bị giảm sức mạnh là điều rất dễ hiểu. Chúng ta thường ví Rodion là Freno ở đường giữa, vì hai con bài này có một cái điểm chung đó chính là liên tục bị giảm sức mạnh nhưng vẫn còn rất là mạnh sau pha giảm, quá ghê gớm đúng không? Cụ thể chỉnh sửa như sau.
Nội tại nhá, anh em có thể gây sát thương tốt hơn khi lôi cầu ở ngoài cơ thể. Tuy nhiên, sẽ không còn giúp hồi máu. Và khi lôi cầu ở trong cơ thể, khả năng hồi phục của anh em sẽ được cải thiện khá ổn. Có thể thấy rằng, việc các bạn cấu rỉa từ việc điều cầu ấy nó sẽ đau hơn nhưng hồi phục lại không còn. Kiểu các bạn đi mít nhá, hoặc là ép trụ, anh em thường kích cầu chiêu 2, sau đó điều cầu chiêu 1 để khép góc. Đan nó ổn hơn nhưng hồi máu thì lại không còn. Kiểu này chắc là chúng ta phải lên chút ngọc hút máu. Khả năng cận chiến khi băng xả của Rodeon sẽ mạnh hơn khi lượng hồi phục được gia tăng. Tức là cầu ở trong cơ thể khi Rodeon băng xả ấy, nó sẽ bá hơn nhiều. Anh em còn nói vui được chính là chơi Rodeon bây giờ ấy, cứ phải chơi kiểu Zina băng xả vào nó mạnh ngay. Sang chỉnh sửa chiêu 2 nhá. Ở đây ấy, chủ yếu là thay đổi về mặt cơ chế. Anh em không thể có tình huống thể hiện kỹ năng và ao nhê kẻ địch nữa. Ví dụ nhé, dùng combo 1-2 để né đi lôi điều của Tolen hay là né đi linh cầu của Liliana. Bây giờ các bạn dùng combo 1-2 sẽ chỉ là miễn hiệu ứng khống chế. Các bạn bị xóa đi đó chính là không bị chọn làm mục tiêu. Một tin hơi buồn đúng không? Bù lại, chúng ta có cái điểm này rất hay. Tận dụng tối đa thời gian hồi chiêu từ ngọc, trang bị hay cả bộ lợi nhé. Để chiêu 2 của anh em hồi nhanh hơn, lẹ hơn và cơ động hơn. Sự bù đắp này theo TNG là chấp nhận được. Tức là kiểu thôi thì giảm rồi, có còn hơn không. Anh em mà lên đồ giảm một chiêu nhiều, ví dụ các bạn lên combo được trên là mặt nạ Bandit này, Section, các bạn để spam chiêu 2 và cơ động hơn. Đó cũng là một cái ý tưởng hay đi chứ. Chốt lại nè, Rodeon sẽ mất đi khả năng ao nhê của bản thân. Tuy nhiên quan trọng nhất đây là chiêu cuối chưa bị đả động, nên hắn ta vẫn là bị tướng mạnh ở đường giữa. Cấu đỉa cầu sẽ đam to hơn nhưng hồi phục bị giảm. Băng xả và giao tranh nha, khỏe và lực hơn. Hồi chiêu 2 nhanh hơn, giúp bạn để tạo ra pha điều cầu và ao nhầy ba cháy. Theo tin gì nhá, giảm vậy thì Rodeon vẫn ổn. Các bạn cứ chơi thoải mái, không vấn đề. Còn anh em, cho tin gì biết quan điểm của anh em nhé. Thứ ba, Murat tăng sức mạnh. Sau khi được thay đổi cơ chế, Murat đã mạnh rồi. Nhưng Murat vẫn còn có một chút phần gì đó lem vế, chưa có bị tướng hotpick khác. Nên sẽ được gia tăng sức mạnh, hoặc có thể là do Murat chuẩn bị có thêm skin mới. Đó là lần 2 hợp tác với Thanh Gươm Diệt Quỷ. Chắc anh em có thông tin rồi đúng không? Thôi thì ra skin tăng sức mạnh tí, bạn thì nó chạy. Cụ thể chưa một em, thời gian được cố định là 6 giây. Nếu các bạn tối ưu được 40% hồi chiêu sớm thì có thể dùng chiêu cuối mà không cần đánh thường hay là tích nội tại từ lính quái tướng ngay từ đoạn đầu và giữa game. Ví dụ nha, kiếm chiêu nè, thường lòng Guinness, bùa xanh chẳng hạn, quá đỉnh đúng không? Nên một số anh em biết thông tin thường trêu nhau rằng kiểu này ấy, cầm Murat đi tà thần hoặc đi trợ thủ, chứ đi rừng làm gì cho nó áp lực đúng không? Theo tin gì ấy, đây là một cái hướng đi hoàn toàn được nhé. Đặc biệt là khi cái địch pick Freno làm kèo Murat nó lại thơm. Chiêu 3 Murat mới quan trọng nè. Lượng sát thương Murat thể gây ra trong tranh tổng hoặc là các cuộc chơi từ 3 mục tiêu trở lên đã được cải thiện. Cụ thể, giảm 10% sát thương trên một mục tiêu và tối đa là 20%. Tức là dù kẻ địch có 5 thằng đứng cạnh nhau ấy thì đam giờ chỉ bị giảm là 20% thôi. Úi dồi ôi, tầm này thì thời tới rồi, cản sát được hả anh em? Thêm quả nang penalty chém mặt màu giấy gọi là thôi rồi. Cứu đi ép trụ lại cực phê. Lượng sát thương trước cuối được tăng thêm khi có nhiều trang bị gây sát thương hơn. Được thôi mà mát cả lòng. Kiểu này anh em ấy chuẩn bị quân huy mua skin hợp tác Thánh Gươm Diệt Quỷ thôi. Ấy chết, như thế anh em ta lại mắc mưu rộng trên rồi. Đúng là tăng mạnh để bán skin rồi còn gì nữa. Chốt lại nè, với chỉnh sửa này, Murat hứa hẹn sẽ được nhiều anh em để ý và chơi nhiều hơn. Đặc biệt sẽ đa năng hơn, không chỉ còn ở vai trò đi rừng mà có thể là xô đường hoặc kể cả đi trợ thủ luôn. Các bạn cứ chơi hai lần chưa một, lại có chiêu cuối cấu rỉa. Chiêu cuối giờ giảm tối đa sát thương 20%. Kiểu này dù kịch đông như nào ấy, sát thương của bạn vẫn rất là đau. Bây giờ ấy, các bạn chỉ cần lo đau thận thôi, mau mau luyện và chơi Murat lại thôi. Thứ tư, Badum cân bằng lại bộ kỹ năng nào. Tiếp bước Murat cho việc thay đổi cơ chế chiêu, Badum đã chính thức được tiến hành nâng cấp trong phiên bản mùa 23 này. Nội tại nè, xóa lượng giáp công thẳng, thay vào đó các đòn đánh thường Badum sẽ nhận về là 3 giây giảm tương, đổi lại phạm vi đòn đánh bị giảm. Điều này đồng nghĩa việc anh em sẽ không còn sự trâu bò tự nhiên mà các bạn cần phải đánh thường chúng kẻ địch nhiều nhất có thể. Badum sẽ ngán bọn xạ thủ hơn trước nhưng lại khoái bọn cận chiến. Đó là cái nội tại. Còn chiêu 1 thì sao? Chiêu 1 nè, xóa đi khả năng giảm tốc chạy kẻ địch, bù lại cái lượng năng lượng tiêu hao giảm mạnh. Nó ngắn gọn lắm anh em, đơn giản là hút kẻ địch về ấy, kẻ địch không còn bị làm chậm. Đó là chiêu 1. Còn chiêu 2 thì sao nhở? Chiêu 2 mới quan trọng đây này, các bạn nghe kỹ nhá. Xóa đi giảm hồi chiêu khi đánh trúng mục tiêu, cũng như là không còn x2 sát thương lên quái rừng, đưa tới việc bạn phụ rừng ở đoạn đầu giảm đi. Các bạn cần nhớ rằng ở meta hiện tại ấy, trợ thủ ở đoạn đầu game ấy, cần làm nhiều việc hơn so với việc các bạn chỉ phụ thằng rừng. Chiêu 2 này ấy, thay vì trực tiếp nhận giảm thương khi bạn đánh trúng kẻ địch bằng chiêu 2 địa chấn, giờ đây ấy, lượng miếng thương này được chia nhỏ ra và cộng dồn tối đa 4 lần. Mấu chốt là cái thời gian tồn tại tăng gấp đôi nhá. Nâng một cấp của chiêu 2, các bạn có ngay 600 miếng thương. Nếu các bạn cộng dồn được 4 lần lên lính, quái và tướng ấy, tối đa người ta có là 2400 miếng thương. Và nếu các bạn nâng max chiêu 2,
thì là 8,5% đúng không ạ? Nhân với 4 lần sẽ là 34% biến thương. Nhưng các bạn phải chú ý nhá, khả năng chống sốc nếu kẻ địch theo dạng đam châm nhoáng sẽ bị giảm. Ví dụ nó là Kynax hoặc là ngộ không top top. Nhưng nếu kẻ địch theo kiểu đam từ từ như là bọn Omen, Arthur hay là Kyurot thì các bạn sẽ được cải thiện rất là nhiều chống chịu. Kẻ địch chúng chiêu ấy sẽ bị giảm tốc độ chạy, duy trì tăng từ 1 giây lên thành 2 giây và trao thêm hiệu ứng khống chế cho chiêu hay. Cái lượng năng lượng spam chiêu được giảm theo tiên di ấy, đây là cái bước đi rất là đúng đắn nhé. Cơ chế hồi chiêu giảm từ 9 giây xuống thành 5 giây. Nhưng cái giờ của nó là kết thúc cái rộng chiêu 2 ấy, các bạn mới được hồi chiêu thành ra bằng hòa thôi. Theo cảm nhận của tiên di ấy, chiêu 2 nó dễ chơi hơn và giúp Badum giao tranh bá chế hơn. Và cú sửa chiêu cuối mới là cái điều các bạn cần phải chú ý nhất nhá. Chiêu 3, thay đổi cách thức tung chiêu, từ tự do chọn vị trí để chôn kẻ địch. Bây giờ các bạn ấy chỉ có thể chôn khi có mục tiêu chỉ định. Phạm vi tung chiêu cuối cũng bị giảm đi rất nhiều. Bù lại khi kết thúc địa giam, kẻ địch úp ấy sẽ tiếp tục bị hất tung thêm 0,5 giây. Với lính quái rừng hay là cả rơi ở bùa ấy, các bạn muốn chôn bọn nó thì các bạn phải có điều kiện đó chính là tướng địch đứng cạnh cái mục tiêu đó thì mới để chôn được. Vì chiêu cuối bây giờ theo dạng là bị động rồi, bây giờ các bạn chỉ tấn công được tướng địch thôi. Ngoài ra nhà làm game ấy họ xóa khá nhiều ứng ở chiêu cuối. Cụ thể các bạn để coi thông số ở góc trái mình nhé. Chứ mấy cái lặt vặt này thì theo tiên di ấy đọc cho qua thôi. Cái quan trọng chúng ta phải nhớ chính là Badum vẫn là con bài bắt người lợi hại với những vị tướng thiếu cơ động và đi bộ kiểu như là Omen, Mina hay là bọn múa may quay cuồng kiểu là Flo. Khả năng bảo kê tôi đơn trước, đặc biệt là với chiêu cuối khi bạn không cần phải hack nào kẻ địch khi băng vào mà các bạn chỉ cần bấm nhả chiêu thôi, nhìn có vẻ đơn giản nhờ. Tuy nhiên khả năng khống chế từ xa lại không có. Và nên nhớ rằng gặp bọn cơ động như kiểu là Nagrod, Murad giật bóng ấy hay là Elan biến ảo, chiêu cuối dù bạn ghi vào bọn nó ấy, bọn nó vẫn có thể lướt và né chiêu cuối khi bạn úp tiên dia test cả rồi. Anh em thấy cú sửa như nào? Comment dưới video nhé. Thứ năm, Senia. Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng Senia được cập nhật trên máy chủ ý thức và sân thôi, các bạn chơi Senia ấy không còn gặp cái trường hợp là đáp chiêu cuối xuống mà đồng đội nó chạy hết. Và tuyệt vời nhất là khi các bạn chiêu cuối mà kẻ địch chẳng may lên bảng điểm số trước thì các bạn sẽ lập tức được ngắt chiêu. Thay vì chúng ta lao tới và chết chùm, tuyệt vời quá đúng không? Cụ thể nhá, nội tại này rất là phê. Các bạn chơi Senia ấy không cần phải đánh ba đòn để có thể gây sát thương phần trăm máu thành sát thương phép, mà các bạn chỉ cần làm mỗi 5 giây để tung ra đòn đánh thường cường hóa và để làm chậm kẻ địch. Cái cơ chế này nó khá tương đồng với nội tại của Ryoma đó anh em. Khả năng gây sát thương sẽ được cải thiện phần nào. Đương nhiên chúng ta có bí kíp để có thể tận dụng hai lần nội tại nhá. Tiên gì giới thiệu luôn cho anh em đây, đó chính là ở chiêu 1. Thay đổi cơ chế từ làm chậm kẻ địch khi là chấn nổ thành làm mới nội tại khi là chấn nổ. Ngon chưa anh em? Anh em chỉ cần đánh thường để làm chậm kẻ địch. Kiểu này các bạn ấy có thể gây hai lần đam nội tại và hai lần làm chậm kẻ địch. Thay đổi thêm cái cơ chế rất là thú vị đó chính là khi mà các bạn mất lá chắn ấy sẽ gây 50% sát thương thay vì không còn gì. Khi đó các bạn sẽ không cần phải lan tăn được lớp giáp của mình. Quá tuyệt vời đúng không? Cải thiện lớn về khả năng gây sát thương cho Senia. Các bạn nhớ combo thần thánh này nhá. Có nội tại, đánh thường một cái, làm chậm và gây đam. Nổ giáp chiêu 1, tiếp tục đánh thường, làm chậm và gây đam. Các bạn thì gây 2 lần 5% máu tối đa của bản thân thành sát thương phép liên tiếp và 2 lần làm chậm kẻ địch 50%. Quá đỉnh đúng nào? Chiêu 2, giảm thời gian hồi chiêu, Senia cơ động hơn một chút và nhiều khống chế hơn. Chiêu 3 mới quan trọng nè. Đầu tiên là thay đổi từ cố định vị trí đồng minh được chọn thành di chuyển theo đồng minh. Như là kiểu Alan chiêu cuối đồng đội đó anh em. Wow, cái combo ví dụ nhá. Senia cộng Aza cộng Mark bay vào xạ thủ kẻ địch thì sao nhỉ anh em? Giảm lượng máu được hồi từ 15% xuống chỉ còn 10%. Giờ thì đồng đội không còn chạy khỏi chiêu cuối anh em rồi. Xóa bỏ cả Senia và đồng minh được miễn thương. Cái này hơi buồn một chút vì giảm khả năng chống chịu. Bù lại đồng đội ấy sẽ nhận cái lớp giáp siêu dày. Thông số cụ thể các bạn xem góc trái nhá. Và khi bạn hết thời gian, cái lớp giáp này nó sẽ bung lụa ra và gây sát thương xung quanh kẻ địch. Anh em chơi kiểu combo như này nhá. Các bạn bật chiêu cuối đúng không? Sau đó kích hoạt chiêu 1 bay tới. Các bạn nhớ nhé, bây giờ dùng chiêu cuối để kích hoạt chiêu 1 được thoải mái. Bay tới đó, giáp ảo chiêu cuối nổ gây sát thương xung quanh. Anh em bung lụa thêm lần sát thương chiêu 1, đánh thường và khống chế với chiêu 2 của nội tại. Quá đỉnh đúng không? Các bạn nên nhớ rằng máu càng nhiều đam một Senia càng bá cháy. Bọn máu giấy như kiểu xạ thủ ăn một quả chiêu 1 thì cứ gọi là mất nửa máu ngay. Theo tiên di nhá, thì tiên di cảm thấy cái chiêu cuối mất nhiều quá. Vì không còn miến thương ấy, tỷ lệ đồng đội bay màu rất là cao. Đặc biệt là khi đối đầu với tướng sát thủ sốc đam như là Ngộ Không hoặc là Zuka. Hơi tiếc một điều đó chính là chiêu cuối của Senia có thể bị ngắt khi mà ăn các khống chế như kiểu là choáng, đẩy lùi, hất tung các thứ. Đó là quan điểm của tiên di thôi. Còn thực tế như nào ấy thì các bạn cứ đợi update ở bản đài tầm 28-29 tháng 6 này ấy. TNG sẽ test sớm cho anh em. Bản viết ấy, một là sau một tuần, hai là có thể là áp tức cùng ngày. Nói chung là chưa có lịch chính thức nha anh em ơi. Thứ 6, trang bị đi rừng. Cơ chế mới nha. Khi quái rừng bị hạ trong bán kính 10m, người chơi sử dụng đồ đi rừng sẽ nhận được tầng nội tại của trang bị đi rừng. Đồ rừng gồm có diều Diathan nè, cung, kiếm và gươm Loki. 4 món đồ rừng này giống nhau ở cơ chế. Ví dụ nhé,
trợ thủ phụ ăn rừng, anh em mới nhận được số stack đồ rừng, lượng vàng của kinh nghiệm. Hoặc kể cả là thằng top nó cầm chứng chỉ đi, thì các bạn là rừng đúng không? Các bạn vẫn nhận được số điểm vào đồ rừng và hàng top đồng dạng như vậy. Thời tới rồi anh em ơi, anh em chơi chiến thuật 5 chứng chỉ, 2 chứng chỉ hay 3 chứng chỉ thời nghỉ hè thôi nào. Với cơ chế này chắc chắn sẽ có sự thay đổi trong cái lối chơi cũng như bổ trợ một số vị tướng. Anh em sẽ không còn lo vụ là đồng đội lỡ tay ăn quái, bùa hoặc là mục tiêu mà các bạn không tích đủ 30 số nhé. Và đó là 9 trực sửa tướng và trang bị tại mùa 23 này. Nếu bạn nào mà chưa coi meta mới và cơ chiến trường, TNG để ở phần mô tả cho anh em nhé. Đừng quên chia sẻ bạn bè và bấm nút like ủng hộ TNG nhé. Mọi thông tin về phiên mới tại mùa 23 ở bản Việt và bản Đài Loan ấy, TNG sẽ gửi liên tục tới anh em. Việc các bạn cần làm đó chính là đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo khi video mới nhất được ra mắt.